Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ ISA. Mình tên là Võ Oanh và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục ôn tập một số những cấu trúc cơ bản thường gặp trong tiếng Anh cũng như là phần thi IELTS nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành đi tìm hiểu việc chuyển đổi giữa các mẫu câu to, enough to và so that. Such that. Đây chính là những cấu trúc mà chúng ta đã được ôn tập lại ở những bài tập trước. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cách biến đổi của những mẫu câu này sẽ như thế nào. Đầu tiên, mình cũng sẽ review lại toàn bộ tất cả các cấu trúc của bốn mẫu câu trên. Đầu tiên đó chính là mẫu câu enough to, có nghĩa là đủ để làm gì đó. Vậy cơ bản các bạn lưu ý là enough to sẽ là một trong những cấu trúc được sử dụng với tính từ, trạng từ hoặc kể cả là danh từ. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc chung như sau: chủ từ cộng be cộng tính từ hoặc trạng từ đi với enough for someone cộng với động từ nguyên mẫu có to. Và các bạn lưu ý for someone ở đây sẽ xuất hiện khi cái túc từ của mình đứng sau for nó không đồng nghĩa hoặc là không giống với chủ từ mà chúng ta đang có ở câu trước đó. Tương tự thì gần giống với enough to, chúng ta sẽ có cấu trúc thứ hai là to, có nghĩa là quá, đến nỗi. Đối với cấu trúc của to thì chúng ta sẽ có như sau: chủ từ đi với be cộng to cộng tính từ hoặc trạng từ for someone to do something. Và cũng giống với cấu trúc enough to ở phía bên trên, nếu như ở đây túc từ đứng sau for khác với chủ từ của câu của mình thì các bạn sẽ thấy là sẽ xuất hiện for someone ở đây. Và chúng ta sẽ lưu ý một vị trí đặc biệt khác nhau giữa hai cấu trúc này, đó chính là enough thì sẽ đứng sau tính từ hoặc trạng từ, còn to thì sẽ đứng trước tính từ hoặc trạng từ. Và các bạn đặc biệt lưu ý ở đây giúp mình, đó chính là đối với cấu trúc to, nghĩa của câu này nó đã mang tính chất phủ định, có nghĩa là quá, đến nỗi không thể làm gì rồi. Nên là các bạn khi chuyển đổi câu thì nhớ cẩn thận với ý nghĩa phủ định của câu này. Rồi, đó chính là hai cái cấu trúc có tương tự giống nhau và đều được sử dụng với tính từ hoặc trạng từ. Tiếp tục, chúng ta sẽ ôn tập đến hai cấu trúc còn lại là so that và such that. Đầu tiên, so that có nghĩa là quá, đến nỗi. Vậy các bạn nhớ lại giúp mình, so that là một cấu trúc bao gồm hai mệnh đề. Mệnh đề đầu tiên là quá và mệnh đề thứ hai là đến nỗi đứng sau that. Vậy cấu trúc của câu này bao gồm thứ nhất là chủ từ cộng be cộng so cộng tính từ hoặc trạng từ. Và mệnh đề thứ hai chúng ta sẽ có là that cộng với chủ từ và cộng với động từ. Và các bạn lưu ý, be và động từ trong cái cấu trúc so that này sẽ được chia theo thì và chủ từ tương ứng đứng ngay phía đằng trước. Vậy tương tự với cấu trúc so that thì chúng ta cũng sẽ có cấu trúc such that, cũng có nghĩa là quá, đến nỗi. Và giống với so that thì such that cũng là một cấu trúc bao gồm hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất đi với từ such và mệnh đề thứ hai là mệnh đề so that, có nghĩa là đến nỗi. Vậy cấu trúc của câu này bao gồm thứ nhất là chủ từ cộng động từ cộng such, có thể đi kèm với mạo từ a hoặc an, tiếp theo là đến tính từ và danh từ, cuối cùng là that cộng với một mệnh đề bao gồm chủ từ và động từ ở phía đằng sau. Các bạn sẽ lưu ý ở đây giúp mình, so that và such that nó sẽ có một điểm khác nhau, đó chính là đối với cấu trúc so that thì đằng sau so chúng ta có thể đi với tính từ hoặc trạng từ. Tuy nhiên đối với cấu trúc such that thì các bạn lưu ý là sau such chúng ta chỉ có thể đi với danh từ hoặc cụm danh từ tương ứng mà thôi. Và giống với so that thì trong cấu trúc such that này, động từ của chúng ta sẽ được chia theo thì và chủ từ tương ứng đứng ngay đằng trước. Đó chính là phần review lại toàn bộ bốn cấu trúc của phần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng bốn cấu trúc này vào việc chuyển đổi giữa các mẫu câu như lúc đầu mình đã phân tích. Đây, chúng ta sẽ có một bài tập áp dụng. Rewrite the following sentences as directed. Viết lại các câu sau mà không làm thay đổi nghĩa của nó. Các bạn sẽ thấy đây chính là một dạng bài paraphrasing mà chúng ta sẽ gặp phải
trong phần IELTS writing của mình. Vậy các bạn nhớ giúp mình, paraphrasing chính là chúng ta sẽ viết lại câu hoặc đoạn văn hoặc ý tưởng đó mà không làm thay đổi nghĩa của nó. Chúng ta có thể sử dụng các từ đồng nghĩa hay bạn cũng có thể sử dụng các cấu trúc khác nhau để làm thay đổi mỗi câu đó. Nhưng nghĩa của nó thì không được khác với câu gốc ban đầu. Vậy ở đây cách thức mà chúng ta sẽ tiến hành paraphrase đó là mình sẽ sử dụng một cấu trúc mới để viết lại câu đó. Ví dụ chúng ta sẽ có câu số 1. It was such an expensive house that nobody can buy it. Trong câu này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có xuất hiện cụm từ nhận biết là such an expensive house và that nobody can buy it. Such that chính là dấu hiệu nhận biết cho cấu trúc quá đến nỗi của mình. Vậy trong này bạn sẽ thấy là nó cũng được chia thành hai mệnh đề. Và chữ that sẽ là cái từ dấu hiệu để chia hai mệnh đề của mình. Trước that sẽ là mệnh đề quá và sau that sẽ là mệnh đề đến nỗi. Vậy khi mà mình có một câu bao gồm hai mệnh đề như vậy thì cái cách thức đơn giản nhất mà chúng ta sẽ sử dụng để viết lại câu này đó là mình sẽ sử dụng một cấu trúc khác cũng bao gồm hai mệnh đề tương tự. Đó chính là cấu trúc so that. Vậy các bạn nhớ hồi nãy mình đã lưu ý là sau such thì chúng ta sẽ đi với danh từ hoặc cụm danh từ. Nhưng sau so chúng ta sẽ đi với tính từ. Vậy từ đây chúng ta có thể dễ dàng xác định được tính từ trong câu này đó chính là expensive, đắt tiền. Vậy từ đó áp dụng lại cấu trúc của so that mà mình đã ôn tập thì chúng ta sẽ viết lại câu này như sau. The house was so expensive that nobody can buy it. Ngôi nhà quá đắt đến nỗi không ai có thể mua nó. Vậy bạn sẽ thấy sự khác nhau ở đây là gì? Nó sẽ chủ yếu thay đổi ở mệnh đề quá trong câu của mình. Nếu như trong câu sách chúng ta sẽ thấy ở đây it của mình là một chủ từ giả và đằng sau chủ từ thật của mình chính là danh từ house, thì bây giờ mình sẽ đưa danh từ house đó để làm chủ từ. The house was so expensive. Các bạn để ý sau so mình đi với tính từ. Và mệnh đề sau that mình sẽ viết là y chang không đổi. Được chưa? Vậy câu thứ hai sẽ chính là phần paraphrasing lại của câu thứ nhất. Nhưng về mặt ý nghĩa ở đây thì vẫn được giữ nguyên. Ngôi nhà quá đắt đến nỗi không ai có thể mua nó. Vậy tương tự bây giờ chúng ta cũng sẽ có cái câu thứ hai trong phần bài tập của mình. The food was so good that we ate all of it. Vậy các bạn sẽ thấy là ở đây trong câu này thì người ta đang sử dụng cho mình chính là cấu trúc so that. So good that we ate all of it. Thức ăn quá ngon nên đến nỗi chúng tôi đã ăn hết toàn bộ những cái thức ăn đó. Vậy thì nó sẽ ngược lại với câu số 1 ở bên trên. Nếu như câu số 1 người ta cho mình cấu trúc such that và mình chuyển về so that, thì bây giờ trong này người ta cho mình cấu trúc so that, mình sẽ áp dụng ngược lại đổi về cấu trúc such that, cũng là một cấu trúc bao gồm hai mệnh đề mà trong cấu trúc đó chúng ta có thể dễ dàng giữ nguyên cái mệnh đề thứ hai đứng sau từ that của mình. Nhiệm vụ của mình chỉ cần thay đổi mệnh đề đứng đằng trước là xong. Vậy tương tự trong mệnh đề thứ nhất, the food was so good, các bạn cũng có thể dễ dàng xác định được danh từ hoặc chủ từ trong câu này đó chính là the food và tính từ của chúng ta đó chính là good. Vậy các bạn sẽ gộp danh từ food và good này lại thành một cụm danh từ đứng sau such. Vậy từ đó chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. It was such good food that we ate all of it. Các bạn để ý ở đây food đang là một danh từ không đếm được. Mà vì nó là danh từ không đếm được nên đằng trước food chúng ta sẽ không đi kèm với bất kỳ mạo từ a hoặc an nào. Và sau khi bạn đã chuyển đổi mệnh đề thứ nhất rồi thì mệnh đề thứ hai sau đó chúng ta chỉ cần viết lại y chang. Đồ ăn quá ngon đến nỗi chúng tôi đã ăn hết. It was such good food that we ate all of it.
Và bạn sẽ thấy là ở đây mình chỉ đang thay đổi cấu trúc câu, chứ nghĩa của câu thì vẫn được giữ nguyên so với câu gốc của mình. Được dạ. Vậy đây chính là hai câu đầu tiên trong phần bài tập áp dụng của mình. Tiếp tục đến với câu số 3. The patient was too weak to get up. Đối với câu này thì các bạn sẽ thấy cái thì mà mình đang sử dụng sẽ dựa trên động từ là was, có nghĩa là quá khứ đơn. Và trong này thì các bạn sẽ thấy là dấu hiệu nhận biết trong câu này là too weak to get up. Ở đây chúng ta đang sử dụng cấu trúc là too, quá đến nỗi không thể. Các bạn nhớ hồi nãy mình đã lưu ý rất rõ là đối với cấu trúc too này thì nghĩa của nó đã mang tính chất phủ định. Nên khi chúng ta chuyển đổi câu, bạn nhớ cẩn thận với ý phủ định đó. Người bệnh nhân quá yếu đến nỗi không thể ngồi dậy. Vậy đối với câu này, khi mà mình viết lại, mình có thể chuyển đổi nó thành cấu trúc so that. Và các bạn nhớ nè, là trong cái câu số 3 hiện tại ở đây của mình, nó chỉ là một câu đơn. Nhưng khi các bạn chuyển về dạng so that, thì nó sẽ là một câu phức bao gồm hai mệnh đề. Vậy chúng ta phải có được chủ từ cho cả hai mệnh đề đó. Vậy chủ từ trong này của mình đó chính là the patient, có nghĩa là người bệnh nhân. Vậy từ đó chúng ta sẽ dễ dàng viết được lại câu này theo cấu trúc so that như sau. The patient was so weak that he couldn't get up. Cái người bệnh nhân này thì quá yếu đến nỗi anh ấy không thể ngồi dậy. Các bạn nhớ là hồi nãy mình đã có nhấn rất kỹ vào việc too là một cấu trúc đã có ý nghĩa là phủ định. Nên khi các bạn viết lại theo cấu trúc là so that, thì ở mệnh đề thứ hai chúng ta sẽ thêm từ couldn't để nói về vấn đề phủ định trong mệnh đề này. The patient was so weak. Vậy các bạn nhớ là so, chúng ta cũng sẽ đi với tính từ là weak, có nghĩa là yếu. Và ở đây trong mệnh đề số 2 của mình, thay vì lặp lại chủ từ là the patient, thì mình sẽ thay chủ từ này bằng he, hoặc các bạn cũng có thể thay bằng she nếu như mình muốn. Bệnh nhân quá yếu đến nỗi anh ấy không thể ngồi dậy. Rồi, tương tự câu số 4. This room is too dark for me to study. Căn phòng này thì quá tối đến nỗi tôi không thể học được. Vậy trong này các bạn cũng sẽ thấy dấu hiệu của mình sẽ tập trung vào cái chỗ là too for me to, có nghĩa là quá đến nỗi không thể làm gì. Và trong này bạn sẽ thấy xuất hiện cụm từ for me, có nghĩa là chủ từ ở đây của mình là this room. Nó sẽ khác với túc từ me, có nghĩa là tôi ở đằng sau. Vậy khi mà chúng ta có được hai danh từ chỉ về hai đối tượng khác nhau, thì các bạn có thể dễ dàng tách cái câu này thành một câu ghép bao gồm hai mệnh đề, tương đương với hai chủ từ là this room và me được chuyển thành I ở dạng chủ từ. Và trong này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Tính từ của mình sẽ tập trung vào từ dark, có nghĩa là tối. Vậy từ đó mình cũng sẽ giống với câu số 3, áp dụng cấu trúc so that để viết lại câu này. This room is so dark that I couldn't study. Căn phòng này thì quá tối đến nỗi tôi không thể học được. Cũng giống với câu số 3 ở phía bên trên, thì ở câu này để thể hiện vấn đề phủ định trong cấu trúc too của mình, thì mệnh đề sau that mình đã thêm cụm từ couldn't để nói về tính chất phủ định của nó. Và các bạn nhớ nhắc lại một lần nữa là sau so, chúng ta sẽ đi với tính từ hoặc là trạng từ. Và trong trường hợp này thì mình đang đi với tính từ just ở phía sau. Ngoài việc sử dụng cấu trúc so that để viết lại câu này, thì chúng ta cũng có thể áp dụng một cấu trúc thứ hai để viết lại câu này, đó chính là enough to. Và khi mà mình viết lại thành cấu trúc enough to có nghĩa là đủ để làm gì đó, thì các bạn phải phân tích thật kỹ về ý nghĩa của too dark và enough để mà mình biến đổi cho đúng.
Nhớ ở đây to to đã mang tính chất là phủ định, nên khi bạn đổi về enough to có nghĩa là đủ để làm gì, thì các bạn cần phải thay đổi cái tính từ ở đây là just của mình thành một tính từ trái nghĩa. Và đồng thời thì để thể hiện cho vấn đề phủ định đó, bạn cũng sẽ phải thêm chữ not ngay trước tính từ của mình. Vậy just biến đổi thành tính từ trái nghĩa là bright. Và để mang tính phủ định thì chúng ta sẽ thêm từ not ngay trước tính từ bright của mình. Vậy áp dụng cấu trúc enough to thì chúng ta sẽ viết lại như sau. This room is not bright enough for me to study. Về mặt ý nghĩa, các bạn sẽ thấy là ba câu này ý nghĩa y chang như nhau. Nó chỉ được viết ở các cấu trúc khác nhau mà thôi. Và nhớ ở đây giùm mình là gì? Là nếu như so that là một câu ghép bao gồm hai mệnh đề, thì enough to nó chỉ là một câu đơn có một mệnh đề mà thôi. Và các bạn nhớ kỹ giúp mình là từ enough nó sẽ đứng sau tính từ hoặc trạng từ của mình, và trong trường hợp này là đứng sau tính từ bright. Căn phòng này không đủ sáng để tôi có thể học, hay là giống với câu trên là nó quá tối. Được chưa? Rồi, tiếp tục đó chính là câu số 5. The test was so difficult that we couldn't do it. Cái bài kiểm tra này thì quá khó đến nỗi chúng tôi không thể làm nó hoặc là không thể hoàn thành nó. Vậy dấu hiệu nhận biết ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là tập trung vào hai cái cụm từ là so that. Vậy khi muốn viết lại câu này thì các bạn có thể dễ dàng áp dụng cấu trúc là such that. Tuy nhiên thì để làm mới nó, ở đây mình sẽ thay đổi về dạng enough to để cho các bạn có một cái cách biến đổi mới cho cái cấu trúc này. Vậy đối với enough to thì nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một câu đơn mà thôi. Vậy từ một câu ghép bao gồm hai mệnh đề, khi mình chuyển nó về một câu đơn thì các bạn để ý là chủ từ của hai mệnh đề này, thứ nhất là the test và thứ hai là we, là hai chủ từ không đồng dạng với nhau. Vậy khi hai chủ từ không đồng dạng với nhau chuyển về dạng cấu trúc enough to, chúng ta sẽ xuất hiện thêm cái phần là for object. Vậy từ đó mình sẽ viết lại câu này như sau. The test was not easy enough for us to do. Bài kiểm tra không đủ dễ để chúng tôi có thể hoàn thành. Vậy các bạn sẽ để ý là tính từ difficult ở đây mình đã thay nó bằng một tính từ trái nghĩa là easy. Và cái vấn đề couldn't ở mệnh đề phía sau, mình đã chuyển nó thành từ not đứng trước tính từ của mình. Và các bạn cũng nhớ về vị trí là tính từ sẽ đứng trước enough. Được chưa? Và các bạn lưu ý là ở đây do nó là một câu đơn và chủ từ của mình là the test, nên sau động từ do chúng ta không còn túc từ it ở đằng sau nữa nha các bạn nha. Tại vì it có nghĩa là đang đề cập đến the test trong phần chủ từ của mình rồi. Và cuối cùng đó chính là câu số 6. The map is so old that I couldn't read it. Vậy bạn sẽ thấy nếu như hồi nãy câu số 1 và câu số 2 mình chuyển đổi giữa so that hoặc such that với nhau, câu số 3 và câu số 4 mình sẽ chuyển đổi giữa so that với such that hoặc là với enough to, thì bắt đầu bây giờ từ câu số 5 và câu số 6 mình sẽ chuyển theo hướng ngược lại, là từ câu có hai mệnh đề sẽ chuyển về câu chỉ có một mệnh đề mà thôi. Rồi, vậy thì đối với việc là sử dụng câu chỉ có một mệnh đề thì ở đây mình sẽ liên tưởng đến hai cấu trúc là enough to hoặc là to to. Vậy muốn biết ở đây chúng ta sử dụng cấu trúc nào thì các bạn sẽ dựa trên nghĩa của câu đó. Cái bản đồ thì quá cũ đến nỗi tôi không thể đọc nó. Trong này thì các bạn sẽ thấy là so that thì chúng ta có một mệnh đề phủ định là I couldn't read it. Vậy thay vì chúng ta có thể biến đổi về cái dạng cấu trúc enough to giống như ở phía bên trên, thì ở đây mình cũng có thể thay đổi về dạng cấu trúc to to ở phía bên dưới. Và các bạn lưu ý,
Như hồi nãy mình đã nói rất nhiều trong cái bài giảng này, đó chính là to to nó đã mang tính phủ định rồi. Nên khi câu số 6 có phần phủ định ở phía đây, thì các bạn không cần phải biến đổi quá nhiều về cái phần tính từ của mình nữa. Vậy tính từ old mình vẫn sẽ giữ nguyên là old. Vậy từ đó mình sẽ viết lại như sau. The map is too old for me to read. Và các bạn để ý là trong câu số 6 của mình, hai mệnh đề khác nhau về phần chủ từ là the map và I. Vậy khi ghép lại thành một câu đơn, chắc chắn chúng ta sẽ xuất hiện cái phần for someone ở đây. Và I đang đứng ở vị trí là chủ từ, thì khi chuyển về tốt từ, nó sẽ được đổi thành từ me. The map is too old for me to read. Và vì bản chất của too too nó đã mang tính chất là phủ định rồi, nên là mình không cần phải chuyển đổi từ couldn't thành từ not ở đây nữa. Và tương tự giống với cấu trúc enough to của câu số 5, thì bạn sẽ thấy là sau động từ read, mình không có túc từ it đi kèm. Vì chủ từ trong câu này chúng ta có là the map. The map is too old for me to read. Bản đồ quá cũ đến nỗi tôi không thể đọc được. Vậy đây chính là phần bài tập áp dụng cho toàn bộ 4 cấu trúc liên quan đến việc sử dụng tính từ hoặc trạng từ mà chúng ta sẽ gặp trong các phần tiếng Anh cũng như là các bài viết IELTS của mình. Các bạn có thể thay đổi linh hoạt 4 cấu trúc này với nhau dựa vào việc nghĩa của nó cũng như là các tính từ người ta sử dụng. Nếu ở đây các câu của mình không cần biến đổi về tính từ thì các bạn có thể giữ nguyên những tính từ đó. Nhưng nếu đang từ một câu khẳng định chuyển về một câu phủ định thì các bạn nhớ cẩn thận về mặt ý nghĩa và cẩn thận về việc thay đổi tính từ hoặc việc có thêm chữ not hoặc không thêm chữ not vào trong các mệnh đề của mình để thỏa mãn về nghĩa của câu. Vậy đây chính là cái phần bài tập áp dụng ngày hôm nay của mình. Hy vọng là cái phần bài tập này sẽ giúp cho các bạn có thể ôn tập lại được toàn bộ 4 cấu trúc mà chúng ta đã học trước đó, cũng như là hiểu được vấn đề paraphrasing sẽ quan trọng như thế nào trong phần thi IELTS của mình. Làm cách nào mà từ một câu các bạn có thể paraphrase nó lại thành các câu khác nhau trong bài viết để đạt được số điểm cao hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe phần bài giảng của mình. Trong quá trình giảng dạy, sai sót là điều không thể tránh khỏi, nên hy vọng các bạn thông cảm và góp ý. Những góp ý của các bạn sẽ giúp cho kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ ASA ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những đoạn clip tiếp theo nhé.